câu 23 cho điểm M nằm ngoài mặt cầu S tâm O bán kính R, khẳng định nào sau đây đúng? Thì mình vẽ một cái mặt cầu nha các bạn. Thì để vẽ được một mặt cầu, ta phải xác định được tâm nè, O nè. Thấy chưa ạ? Và bán kính R. Rồi, bán kính R. Vậy mặt cầu tâm O bán kính R và một điểm M nằm ngoài. Mình sẽ liệt kê hết những trường hợp M nằm ngoài nè, M nằm trên mặt cầu nè, và M nằm trong mặt cầu. Được chưa? Rồi, vậy ta xét trường hợp M nằm ngoài mặt cầu thì từ O đến M các bạn thấy không ạ? Cái độ này như thế nào so với bán kính à? Đó, lớn hơn. Vậy OM lớn hơn R thì cho thấy M nằm ngoài mặt cầu. Còn nếu M nằm trên mặt cầu nè thì OM cũng bằng R. Vậy OM bằng R thì M thuộc mặt cầu. Thuộc mặt cầu. Hay là nằm trên hay là nằm trên mặt cầu. Rồi, M nè, nằm trong mặt cầu nè, thì cái đoạn này các bạn thấy nó như thế nào so với bán kính à? Nhỏ hơn OM, nhỏ hơn R. Vậy là M nằm trong mặt cầu, nằm trong mặt cầu. Được chưa? Vậy một điểm gọi là tính tương đối, gọi là tính tương đối của điểm với mặt cầu sẽ có 3 trường hợp. Nếu M OM lớn hơn R bán kính thì nằm ngoài, bằng R thì nằm trên, nhỏ hơn R thì nằm trong. Vậy các bạn chọn đáp án B.